Xin chào mừng toàn thể bà con đã quay trở lại kênh của Lâm Quân Thành Nhờ Nhà, địa chỉ cửa hàng xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Vâng, bác nào cần mua và đặt hàng thì liên hệ trực tiếp đến hai số điện thoại 0388 039 136 hoặc 0973 164 668 để đặt hàng ạ. Vâng, tiếp tục hôm nay ngày 23 tháng 6, lên đầu máy 12 con máy rồi ạ. Hôm nay chủ nhật thở có nào được 12 con máy thôi. Vâng, nên nhanh cho các bác 12 con máy đến từ rất nhiều thương hiệu nha. Hôm nay có Honda GX25 một con 4 thì duy nhất, một con Taraka 36cc lòng 34 ly, bán cực kỳ rẻ luôn ạ, chỉ 1.700.000 đồng. Mitsubishi TL261 phiên bản trục giật trợ lực chế le tay đỏ, cặp Mitsubishi TL26, TL23, ngày nào Mitsubishi rời TL cũng nhiều nha. Vâng, với hai ở cái tầm phân khúc 26cc lòng 34 ly, với con số K5, K6 là một trong những hai con trâu bò nhất, khỏe nhất nha. Kawasaki TG28, Sinagua S26. Bên cạnh đó, vừa túi tiền, các bác có thể mua những thương hiệu như Echocurit 26cc lòng 34 ly, cũng chỉ có 1.550.000 đồng. Thích những con tôm rơi, những con máy đẹp và đời cao và vừa túi tiền thì các bác có thể chọn ba con đầu tiên: K1, K2, K3, màu đỏ Yamaha, hai con 23cc, một con 26cc nha. Vâng, giá em báo trên từng mặt hàng, từng cái máy đã bao gồm phí ship đến tận nhà cho các bác và 5 món phụ kiện kèm theo ạ. Phụ kiện kèm theo bao gồm dao dài, bắp phát cước, dây đeo, tip mở buji và mở đầu dao lục giác nha. Vâng, và bây giờ sẽ review chi tiết từng con một để các bác dễ dàng lựa chọn. Như mọi khi, trước khi review sẽ hướng dẫn cách sử dụng ạ. Sáng nay hoặc lâu ngày không sử dụng, tất cả những con bình xăng dưới trong nô buổi tối ngày hôm nay đều nhấn nút bơm xăng hết. Xăng từ bình xăng lớn đến bình xăng con rồi. Bây giờ muốn cho xăng từ bình xăng con vào bồn đốt được ạ, thì phải biết được chiều nào chiều đóng, chiều nào chiều mở, vận hành nó mới dễ được nha. Một số ít bên tay trái này, bắt đầu khởi động, thả xuống, nổ rồi nhấc lên. Đa phần 99% nó bên tay phải như con số 3 này, bắt đầu khởi động, lại nhấc lên, nổ rồi thả xuống. Đó là lúc sáng ra hết xăng, còn lâu ngày không sử dụng thì mình làm thao tác như vậy. Còn khi mà nó nổ như bây giờ thì không cần phải bơm xăng nữa, không cần phải đóng nghe nữa, giật nhẹ cái nó nổ thôi ạ. Vâng, nô chữ K ngày 23 tháng 6, khi các bác chốt đơn các bác lại nhớ cái mã giúp em nha. Thích con nào, thích mã số mấy thì các bác phải biết được ở đó là số mấy nha. Ví dụ như K1 là chẳng hạn, thích K1, các bác nhắn tin chốt K1 rồi nhắn địa chỉ, số điện thoại người nhận, thế là xong. Các bác có thể nhắn tin qua hai hình thức tin nhắn hai số điện thoại em vừa nói trên đó, hoặc là kết bạn qua hai số điện thoại có Zalo đó để đặt hàng ạ. Vâng, và K1, K2 giới thiệu cho các bác hai con đến từ thương hiệu mà được rằng mà. Vâng, với bác nào thích một trong những con phân khúc 23cc lòng 32 ly, không phải là công suất cỡ nhỏ nha, nhưng mà thiết kế gọn gàng, nhẹ nhàng, đó là một trong những con đời cao, thì các bác có thể chọn K1, K2 ngày hôm nay ạ. Cả hai con đều sử dụng bố tum rời, tum nhôm. Hai con đẹp như nhau, xuất sắc như nhau ạ. Có vỏ áo, cái màu nó khác nhau thôi ạ. Đều sử dụng bộ tay gà giữ hết. Đầu bò rin hết cho các bác, đầu bò ngực, chống cuốn cỏ. Vâng, K1, 1.300.000 đồng nha. Cả hai cũng vậy. Vâng, 1.300.000 đồng K1 cho thương hiệu Maruti Yamaha, 23cc lòng 32 ly ạ. Đó, như em vừa review đó, K2 cũng vậy nha. K1, K2, hai con đẹp như nhau, xuất sắc như nhau nha. Đều sử dụng chế ga ngang qua một đồ, chế một kim hết ạ. Và tất cả những thương hiệu Maruti Yamaha nói chung, nóc máy đều có dập nổi, made in Japan dập nổi. Tay ga giữ, đầu bò chắn cỏ rin nguyên bản. Vâng, con K2 ngày hôm nay cũng 1.300.000 đồng nha, như em vừa nói đấy ạ. Hai con đẹp như nhau, xuất sắc như nhau. K1, K2 đều được hết nha. Vâng, xin tiết lộ con số K2 ạ.
Vâng, K1, K2 đều đến từ thương hiệu Marajama. Hai con đẹp như nhau, xuất sắc như nhau. Và chỉ có giá 1.300.000 đồng. Giá đã bao gồm phí ship đến tận nhà cho các bác và 5 món phụ kiện kèm theo. Phụ kiện kèm theo mặc định khi đi theo một con máy, đó là dao dài, và phát cước, dây đeo, tip mở buji và mở đầu dao, lục giác nha. Vâng, nhìn hơn K1, K2 vẫn đến từ thương hiệu Marajama. Các bác có thể chọn K3 ngày hôm nay nha. Một con Marajama sắc lớn, tương đối là đẹp, tình trạng rin nguyên bản hết cho các bác. KC26, 26cc lòng 34 ly. Và đặc trưng của những thương hiệu Marajama, nó đều sử dụng chế ga ngang hết nhạ. Một chồng chế siêu tiết kiệm xăng rồi, chế Gomoro, chế một kim, bố tum rơi, tum vuông, bố côn 260. Con này tương đối là sáng nha các bác. Tay ga giữ, đầu bò chắn có rin nguyên bản hết. Và với con K3 với cái mức giá 1.650.000 đồng, một con Marajama 26cc lòng 34 ly sắc lớn. Và cái mức giá này cũng là mức giá bán xa cho các bác đây ạ. Vâng, chỉ 1.650.000 đồng K3 nha. Vâng, em xin tiết lộ con số K3 Marajama 26cc lòng 34 ly ạ. Đó, các bác có thể nghe tiếng máy cầm nó nhé, cực kỳ chắc luôn ạ. K3 1.650.000 đồng ạ. Để mà vẫn ở cái phân khúc 26cc lòng 34 ly, các bác thích một bỏ một cái túi tiền vừa phải thôi ạ, chỉ 1.550.000 đồng thôi. Các bác sử dụng một con hàng đến từ thương hiệu Etrukurit với phiên bản FRC 260 26cc lòng 34 ly. Và với những phiên bản này, cái đầu thay tháo của nó cực kỳ dặn luôn ạ. Tình trạng của em nó thì cũng rin nguyên bản 100% cho các bác nha. Vâng, với phiên bản này thì nó đang sử dụng bộ trợ lực bằng cái van xả đầu nòng này. Thì các bác giật này, cái này nó nhấp nhả, nó đóng mở hơi ạ, làm cho mình giật nhả đi nha. Sử dụng chế Gomoro, chế bơm xăng tự động, chế vu bơm lớn, chế ga đứng, chế quả ga, bố tum liền, tum vuông, tương đối là xuất sắc ạ. Tay ga giữ, công tác luôn cho tay, chiều công tác, xuống là tắt, lên là bật ạ. Đầu bò rin cho các bác, cái chắn cỏ này thì nó rách rồi, thì khi gửi hàng cho các bác em sẽ đưa chắn cỏ khác nha. Vâng, K4 ngày hôm nay chỉ 1.550.000 đồng cho thương hiệu Etrukurit, phân khúc 26cc lòng 34 ly ạ. Vâng, K4 1.550.000 đồng ạ. Vâng, để mà bỏ ra cái túi tiền giá 2.000.000 đồng nha, thích một trong những con máy 26cc lòng 34 ly, châu bò nhất, các bác chọn K5 và K6 nha. Với những phiên bản như Sirawai S26 hay là Kawasaki TG28 này, nó còn, nếu mà để mà độ bền và độ mạnh nha, nó còn hơn cả Mitsubishi TL26 hoặc 261 cơ ạ. Và cái túi tiền nó rất phải chăng nha. Đó, như em vừa nói đấy ạ, không để ý hình thức bên ngoài nhiều lắm mà chọn những cái thương hiệu này. Và với những thương hiệu này hầu như đa phần thì em tư vấn cho khách địa phương cơ ạ. Khách địa phương như ở khu vực em ở Đắk Nông này, người ta phát rất nhiều. Một số bác ở ngoài Bắc ạ, nói thật như các bác phát một năm chắc ở đây bằng không bằng ở đây bắt cố đến 10 ngày đâu ạ. Đó, nên là hầu như đa phần các bác nào thích một trong những con máy như em vừa nói đấy ạ, châu bò nhất, các bác có thể chọn K5 ngày hôm nay. Với những cái thương hiệu như K5 này, nó đến từ thương hiệu Sirawai S26 này. Thì tạm gọi nó là 26cc lòng 34 ly thôi. Nhưng mà so với tất cả những thương hiệu khác, nó phải bằng 28cc. Nó là ông trùm của những cái phân khúc 26cc lòng 34 ly đấy ạ. Và bên đây của thầy Trịnh đã lên chế ga ngang Gomoro, chế mới, chế Gomoro cho các bác nha. Chế hai kim chỉnh. Và đỡ như em nói đấy ạ, đã lên chế rồi ạ.
Nói thật là những dòng Mitsubishi chưa chắc nó lại đâu ạ, cực kỳ bền luôn. Xác máy nó thiết kế xác máy lớn nha, nó sẽ nặng hơn Mitsubishi tầm khoảng 5 nạng đấy ạ. Nói chung là nó cái gì nó cũng lớn ạ. Bố tum liền tum vuông các bác có thể thấy ạ, cái tum của nó cực kỳ chắc chắn luôn. Chân chống bảo vệ bình xăng không chạm đất. Tay ga giữ, đầu bo chắn cò rin nguyên bản hết cho các bác. Vâng, K5 ngày hôm nay giá 2 triệu nha, 2 triệu cho thương hiệu Sirigua. Sirigua S26 26cc lòng 34 ly ạ. Bên ngoài nhiều năm ấy ạ, thích một trong những khỏe bền nhá. Cái tốc độ tua máy của con này nó còn nhanh hơn cả Mitsubishi cơ ạ. Thì chọn K5 ngày hôm nay giá 2 triệu đồng. Hoặc là K6 cũng vậy, K6 công suất của nó còn nhỉnh hơn cả cái con mà K5 này được cơ ạ. Đến từ thương hiệu Kawasaki với tên gọi Kawasaki TG28 28cc lòng 34 ly. Nhưng mà con này để mà so với các thương hiệu khác ấy ạ, nó phải bằng 30cc nha các bác. Với phiên bản này, con này, tình trạng của em nó thì riêng nguyên bản 100% nha các bác. Sử dụng chế Wamoro, chế bơm xăng tự động, chế ga đứng. Với phiên bản bố tum rơi, tum nhôm, bộ côn 260, tương đối là xuất sắc đấy các bác ạ. Đó, nước sơn riêng của nó này, tương đối là xuất sắc. Tay ga giữ, đầu bo chắn cò riêng nguyên bản hết cho các bác. Vâng, K6 ngày hôm nay cũng có giá 2 triệu nha. 2 triệu cho thương hiệu Kawasaki TG28, 28cc lòng 34 ly ạ. Có thể nghe tiếng máy của con K5 và K6 đấy, cực kỳ uy lực luôn ạ. Vâng, với bác nào đặt cái yếu tố bền bỉ nha, bền bỉ khỏe nhất trong những cái phân khúc cái giá tiền 2 triệu này, các bác chọn K5, K6 là sự lựa chọn tốt nhất cho các bác đấy ạ. Bước sang tới con K7, K8, K9, K10 ngày hôm nay ạ, đều đến từ thương hiệu Mitsubishi đời TL nha. Và từ đời TL bao giờ cũng phải là một phiên bản đắt tiền hơn cả so với những cái thương hiệu khác. Đắt hơn chưa hẳn đã phải là nó ngon hơn những con như con số K5, K6 thôi nha. Đắt hơn vì cái tên thương hiệu của nó. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nó hay sử dụng bố tum rời, tum nhôm của côn 260. Nói chung là nó là một trong những con máy, những con nào mà em nói là bố tum 260, nó là một trong những con máy đa năng. Ngoài cái việc phát cỏ ra, nó có thể gắn xịt thuốc hay là độ chế cái gì đó nha. Cái thứ ba nữa ạ, nó thiết kế cái form dáng của nó cực kỳ gọn gàng, nhẹ nhàng nha. Đồ thay tháo sẵn. Với con K7 này, nó là một con đến từ thương hiệu Mitsubishi TR23, 23cc lòng 31 ly, tình trạng rin nguyên bản hết cho các bác. Và đặc trưng của những thương hiệu Mitsubishi TR như em vừa nói đấy ạ, sử dụng chế ga ngang Wamoro 2 kim chỉnh, nó một dòng chế đắt nhất, xịn sò nhất hiện nay đây ạ. Để và với những con Mitsubishi đời TL thì rất phân biệt được ở đâu là đồ đã thay rồi và đâu là đầu rin nha. Lốc máy thì buộc phải dập nổi bên Japan rồi. Nòng 23 thì nó có đóng số 23 ở đây nha. 26 và 261 thì đóng số 26. Còn với con 3K7 này, nó đang sử dụng bố tum rơi, tum nhôm bộ côn 260, tương đối là sáng ạ. Với con này thì chiều công tác của nó là xuống là tắt nên là bật. Với con này thì các bác để ý chiều công tác trước khi vận hành máy ạ. Tay ga giữ, đầu bo chắn cò rin nguyên bản cho các bác. Vâng, K7 chỉ 1.650.000 đồng cho thương hiệu Mitsubishi TL23, 23cc lòng 31 này ạ.
Vâng, các bác có chốt K7 thì nhắn tin. Chốt K7 rồi nhắn địa chỉ số điện thoại người nhận nha. K7 1.650.000 đồng ạ. Nhìn hơn K7, các bác vẫn thích những cái thương hiệu Mitsubishi này thì các bác có thể chọn K8 ngày hôm nay. Cặp Mitsubishi TL26, 26cc lòng của nó là 33 ly ạ. Hai con đẹp như nhau, xuất sắc như nhau và giá tiền cũng như nhau nha. K8 2.150.000 đồng ạ. K9 cũng vậy, 2.150.000 đồng. Đều đến từ thương hiệu Mitsubishi TL26, 26cc lòng 33 ly ạ. Như em vừa nói đấy ạ, đặc trưng của những thương hiệu Mitsubishi DTL là sử dụng chế ga ngang Wamoro 2 kim chỉnh. Wamoro 2 kim chỉnh thì chế rin của nó thì có chữ Wamoro ấy này. Đó, kim chỉnh gió, kim chỉnh xăng, kim chỉnh gió là kim chỉnh tốc độ nha, ốc quang ti ở trên nha. Đó, yếu khỏe, nhanh chậm các bác chỉnh mỗi cái ốc này thôi. Còn cái ốc kim xăng này trừ khi lúc nào nó mà ăn xăng hoặc nó không quang ti thì các bác mới động đến cái ốc này thôi nha. Vâng, sản phẩm K8 này thì nó đang sử dụng bố tum rơi, tum nhôm bố côn 260, tay ga giữ, đầu bo rin cho các bác. Vâng, K8 2.150.000 đồng ạ. Vâng, em xin tiết lộ con số K8 trước ạ. Vâng, K8 2.150.000 đồng. K9 cũng vậy như em vừa review đó. Hai con đẹp như nhau, xuất sắc như nhau, giá tiền cũng như nhau nha. Vâng, K9 cũng có giá 2.150.000 đồng cho thương hiệu Mitsubishi TL26 26cc lòng 33 ly ạ. Vâng, K8 và K9 em xin nhắc lại một lần nữa đều đến từ thương hiệu Mitsubishi TL26 26cc lòng 33 ly và đều có giá là 2.150.000 đồng ạ. Vâng, nhìn hơn K8, K9 các bác lại chọn K10 nha. Mitsubishi TL261 nó nhìn hơn 0,1 công suất thôi. 26cc lòng 33 ly. Với những phiên bản như TL261 thì nó sử dụng chung lòng với TL26 nha, có cái buồng dưới này. Nói chung nốc máy nó to hơn một tí, rên nó dài hoặc là nó dài hơn một chút xíu nên là tốc độ công suất máy của nó nhỉnh hơn 0,1 công suất nữa. Và với những cái phiên bản trục giật trợ lực chế le tay đỏ hai kim chỉnh này, nó cũng là một trong những phân khúc 26cc lòng 33 ly đắt tiền nhất, xịn sò nhất so với tất cả các thương hiệu khác nha. Vâng, như em vừa giới thiệu phiên bản trục giật trợ lực chế le tay đỏ chế hai kim chỉnh với phiên bản bố tum rơi tum nhôm bộ côn 260, tay ga giữ, đầu bo chắn cò rin nguyên bản hết. Vâng, K10 ngày hôm nay phép đắt các bác 2.600.000 đồng nha. 2.600.000 đồng K10 cho thương hiệu Mitsubishi TL261 26cc lòng 33 ly phiên bản trục giật trợ lực chế le tay đỏ ạ. Vâng, K10 2.600.000 đồng ạ. Vâng, tiếp tới con số K11, giới thiệu cho các bác một con máy lớn mà cái túi tiền vừa phải nha, phải đất phải chăng luôn ạ. K11 chỉ 1.700.000 đồng. Các bác đã sử dụng một con máy lớn đến từ thương hiệu Talaka CB3400 34cc, lòng con này là 36 ly nha.
Vâng, với những thương hiệu Taraka thì nó là một trong những thương hiệu ở cái tầm phân khúc rẻ tiền của những cái dòng máy Nhật bãi. Vâng, kênh Nhâm Quyền Thịnh Định thì với những phiên bản này á thì cũng ít đăng thôi ạ. Nhưng mà bữa nay nói thật với các bác, máy lớn nó cũng ít về rồi. Mua những con TL3 hoặc là TV33 bữa nay nó cũng khan hàng rồi ạ. Mấy hôm em mới đăng một con cơ ạ. Bữa trước thì ngày nào cũng có những thương hiệu mặt hàng hệ như thế vậy ạ. Nhưng bữa nay như em nói đấy ạ, hàng bữa nay bên Nhật nó về ít lắm, lâu lâu nó mới về một công. Và với những mặt hàng đó nó thuộc hệ trong danh sách đỏ rồi. Tiếp tục chuyến này là lấy với những mặt hàng máy lớn vừa phải túi tiền để đăng lên để các bác phục vụ các bác đấy ạ. Và với những con 34cc của Talakai này thì chắc chắn rồi, để mà các bác so sánh với lại những cái thương hiệu Mitsubishi TL33 lòng 36 ly hoặc là Zenwatch Komatsu BC34 ạ, thì chắc chắn rồi từ công suất máy nhạ, từ độ bền chắc chắn rồi nó sẽ không bằng được. Nhưng mà ngược lại với cái mức giá 1.700.000 đồng này thì nó phù hợp với bác nào muốn bỏ ra cái túi tiền mà dưới 2 triệu đồng ấy ạ, mua được những con đời cao về cái tính ổn định tiết kiệm xăng nó thuộc hệ hàng đầu ấy ạ, thì thường những cái thương hiệu Tanaka này nó là giải pháp cho các bác nha. Và với phiên bản này thì với phiên bản này thì đang sử dụng bùng giật có trợ lực nha. Đó, rất thích hợp với bác nào cao tuổi thích một trong những con máy lớn vừa phải túi tiền có trợ lực. Vâng, con này máy lớn nhưng mà nó sử dụng côn 260 nha. Tum thì là tum liền nhưng mà côn của nó là côn 260 đấy ạ. Cái bộ cần của nó thì là bộ cần thông dụng nha, phi 26 ti 7 khía. Rất thích hợp với bác nào cao tuổi ạ, làm vừa phải ở máy lớn mà làm vừa phải này, mà thích gắn cái đầu sới vào cái đầu bò, tháo cái đầu bò ra gắn cái đầu sới cỏ vào đầu đầu bò ấy ạ, thì chọn những cái thứ nhất là con máy lớn, thứ hai là cái ống cần của nó là phi thông dụng 26 ti 7 khía với phiên bản tay ga giữa đầu bò riêng cho các bác, có chắn cỏ là mới thôi, bảo cho các bác riêng nguyên bản hết. Và với con K11 này giá nó chỉ 1.700.000 đồng nha. Và các bác lưu ý với những thương hiệu Tanaka này ở trên tem mác nó ghi 34cc này, nhưng mà để mà tính công bằng ra mà nói, cá nhân em mà nói ạ, con này nó rơi vào tầm khoảng 31 32cc rồi nha. Ở như em vừa nói đấy ạ, cái con S26 này hoặc là con TG28 này, thì cứ gọi là con này 26cc này, con này là 28cc này, nhưng mà công suất thực của nó phải như con này nó rơi vào 28cc, như con này nó rơi vào 30cc. Đó, nhưng mà ngược lại với những thương hiệu của Talaka này nó 34cc, nhưng mà cá nhân em đánh giá để nghe cái tốc độ máy nghe thì nó rơi vào tầm khoảng 31 32cc rồi nha. Vâng, K11 hôm nay em bán cho các bác chỉ 1.700.000 đồng thôi ạ. À, vâng, xin tiết lộ con số K11 ạ. À, chủ giật trợ lực cực kỳ nhạy nổ luôn, một con máy lớn giá tiền rất phải chăng chỉ 1.700.000 đồng cho thương hiệu Talaka CB3400 34cc lòng 36 ly ạ. Vâng, con cuối cùng ngày hôm nay có số K12, một con đến từ thương hiệu Honda, một con 4 thì nha. Ngày nào cũng vậy, có một bác hôm trước bảo ngày nào cũng có chỉ có một con. Dạ, với những thương hiệu 4 thì để mà nói, để mà công bằng mà nói ạ, thì nó không chuộng bằng những dòng 2 thì đâu ạ. Đó, nó phù hợp với bác nào nhiều tiền đấy ạ. À, một với những thương hiệu Honda GX25 25cc lòng 35 lên này, nó cũng chỉ là ở cái phân khúc cỡ trung bình thôi nha các bác lưu ý. Một số bác chưa biết về công suất máy, chưa biết về các đời máy ạ, à, trước khi đặt hàng nha, gọi điện tư vấn. Với một con 4 thì duy nhất trong lô buổi tối ngày hôm nay, xăng trắng đầu đây, nhớt đầu đây đến từ thương hiệu Honda, Honda GX25 25cc lòng 35 đi ạ. À, tình trạng rin nguyên bản hết cho các bác. Với phiên bản bố tum rời, tum nhôm bố côn 260, tay ga giữ, công tác luôn như tay. Chiều công tác trái, phải đều là tắt hết, giữa là bật nha. Đầu bò chắn cỏ rin nguyên bản từ A tới Z cho các bác. Vâng, K12 ngày hôm nay 2.400.000 đồng nha. Đó, có thể thấy ạ, cái giá máy của nó không phải là nhiều người họ không thích đâu ạ. Tại vì lý do một con trong phân khúc cỡ trung bình mà cái bỏ ra cái túi tiền 2 triệu tư. Có những người không phải là người ta không có tiền mà cái mục đích công việc của người ta xài rất ít và người ta không muốn bỏ ra cái túi tiền 2 triệu mấy. Và với những phân khúc này mà vừa túi tiền đấy ạ, thì các bác có thể chọn những con đầu tiên Maruyama kìa.
yếu tố ổn định tiết kiệm rằng nó thuộc hệ hàng đầu, cũng là hợp lý ạ. Còn với bác nào mà xài nhiều ấy ạ, thì các bác chọn những con như Shinawa hoặc là con Kawasaki đi ạ. Còn bác nào mà tiền nó dư giá, thích một trong những con máy xịn giò phân khúc cỡ trung bình thì chọn những con số K12 ngày hôm nay nha. Vâng, 2.400.000 đồng. Vâng, xin tiếp nổ con số K12 ạ. Vâng, K12 2.400.000 đồng cho thương hiệu Honda, một con 4 thì 25cc lòng 35 ly, made in Japan, sản xuất nha các bác. Bây giờ vừa báo giá cho bà con nô máy có 12 con máy thôi, nhưng mà cũng quy tụ từ rất nhiều các thương hiệu cho đến phân khúc cc cho đến giá tiền khác nhau nha. Bác nào chốt con nào thì liên hệ trực tiếp đến hai số điện thoại có Zalo 0388 039 136 hoặc 0973 164 668 để đặt hàng ạ. Vâng, thì kết thúc video tại đây. Xin chào toàn thể bà con. Cảm ơn bà con đã theo dõi video ạ.